Mến chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Bông Lúa Đồng Tháp. Bữa nay sáng mốt gần tới nhà mình rồi cả nhà ơi. Sáng mốt gần tới rồi cho nên là bây giờ mọi người sẽ dọn dẹp cây cối để cho sáng nó múc đất lên. Hiện tại là ba với Út là đang dọn ở đằng của chú Út đằng kia, còn ở đằng đây Giang với anh Hùng dọn dẹp cây của mình. Bây giờ cái cây me của mình trái dữ lắm nha, mình không có thể nào bỏ được trơn á. Bây giờ mình tỉa bớt hả anh Hùng? Dạ, mình tỉa bớt một hồi mình bẻ mấy trái me này vô nha cả nhà. Giờ mình tỉa bớt rồi để dưỡng me lại. Rồi chào Giang, chào anh Hùng nha. Chào cả nhà. Lâu lắm rồi anh Hùng mới trở lại cả nhà ơi. Anh Hùng bận dữ lắm luôn, bữa nay dính chút thời gian lên đây để đốn cây tiếp ba thôi, tại vì anh Hùng biết sử dụng cái máy cưa này. Dọn dẹp đằng kia. Dạ cả nhà, bữa nay cúp này mình có chú Sáp ở cả nhà. Ôi chú Sáp. Chú Sáp này già dạ đỏ rồi. Dạ nè. Dọn dẹp cho sáng múc và có chú Sáp. Chào ba. Nó chua. Một cây me của mình lật xuống được như đây. Khủng khiếp quá. Me này dốt bột hết luôn. Dốt vừa dốt khô mà có dốt bột nữa. Nhiều quá trời. Me này là thằng sẽ tách ra rồi mình phơi khô để dành mình làm me khô, mình để dành mình nấu canh chua. Nếu như mà dốt bột có nhiều mình sẽ ngâm đường mình ăn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ xử lý những cái chậu kiển nha, những cái chậu kiển huyền thoại của ông ba đây. Cây này là cây nguyệt quế. Quế. Ủa phải không? Tụng. Ủa vậy hả, xin lỗi cả nhà, cái này. Cây này mới là nguyệt quế. Cái này là không dành cây... gì qua kiển. Khoan để cho em cho cả nhà xem toàn diện cái cây này của ba nha. Đây cả nhà, cái cây kiển của ba nè. Út vô Út. Cây tùng. Vậy trời phê kìa, đang phê. Nốt hết luôn tới bông rồi. Mày qua bên đây nè, bước qua bên đây. Một, hai, ba, lên. Đi không được ơi, nặng lên. Đi cây tùng nặng lên ra làm gì á? Nặng. Bốn lên. Ôi, tội nghiệp ba quá. Để đây. Dạ. Nặng quá ba chịu không nổi. Nhìn bên đây. Người phụ nè. Có anh Tư vô phụ. Qua đi, xéo qua. Qua bên bãi rồi, hay quá. Tiếp tục. Có cái sáng mút mà nó làm mình gối đội hình chứ. Ông lấy chậu kìa, lấy cái thằng gì? Ê, cái gì vậy? Nhóng lên mà.
vịnh nhau mà hết tay, hết tay, tay. Mở tay đi cho cái ống đi đi theo mới được. Ừ, không vô tay đâu. Vô tay đi. Thấy đứng đường em không nghe. Ừ. Mới thì mình không có khoan. Đây qua đây chúng con ông đi ngay ngay nhẹ rồi giờ cho ông. Dữ lắm cái cây này nè. Thằng để xuống cái. Bồ. Chút xíu rồi để nữa. Nó nặng. Hướng nào? Quay lại vậy, xây là cái gì? Ngãi ra ngoài quá vậy. Để lên cái chậu đi chứ mình xây cái hướng nào nó cũng dễ cho. Rồi, xây chọn không? Hướng này nè. Rồi xong. Kéo qua kéo lại hai cái chậu nhỏ này nữa. Ra vuốt lên hồi kia rồi. Còn cái chậu này mình phải đem qua đây hả Giang? Đem qua đây nó được, nó nẻ lôi rồi, nó chết cây rồi. Đâu? Đem ra vườn. Để con buông tay con cà chào qua nhà coi sao. Bữa nay quá trời công việc luôn cả nhà ơi. Làm nãy giờ. Cả nhà ơi. Cái xuồng nó bự chà bá. Rồi. Xong chưa? Nghỉ mệt. Nghỉ mệt hả? Không. Bữa nay phải kiếm món gì đặc biệt, thật đặc biệt để cho cả nhà hưởng thức được. Bữa nay dữ lắm, làm nhiều việc rồi. Sáng giờ mọi người làm công việc dọn dẹp nhiều quá đó nha. Bây giờ nãy giờ không có làm được một con vịt. Thì bữa nay á chú sẽ làm món vịt luộc sả trong trái dừa. Bây giờ chú Út sẽ sắc sả trước và chú Út sẽ chặt con vịt này. Sáng giờ mệt không Út? Mệt. Chào cả nhà. Nãy giờ nghỉ ngơi một hồi đó cả nhà, giờ mới làm. Còn Giang với anh Hùng thì tiếp tục đi xịt thuốc lúa nữa rồi. Còn vài bình thuốc của anh Hùng. Đây. Hai trái dừa của mình đây, ba sẽ cắt. Hồi nãy ba đã cắt được một trái rồi, bây giờ ba cắt tiếp tục trái thứ hai. Mình cắt ra mình lấy nước ra ngoài. Đây, trái dừa đã cắt xong rồi như thế này. Cái nắp. Mình sẽ bỏ vịt vô trong đây. Mình bỏ vịt vô trong đây nha cả nhà. Rồi mình đẩy nắp lại. Bắt lên bếp mình nấu. Hôm nay mình sẽ dùng trái dừa để nấu, mình không dùng cái nồi luôn. Đổ mồ hôi chừng. Cái này có hai trái phải nguyên buồn ngồi cắt cho tới sáng. Tới là phải lấy cái thao hứng nước à. Cái nước này lát mình phải lược lại. Cái thao kìa, để thao cho chó bự không, chó dễ. Quên nữa hả? Cái thao này ba có xài cái thao mà. Đúng rồi. Hôm mình nấu mình lược lại. Cần hỗ trợ không? Cần Út hỗ trợ không kìa? Khỏi đi. Khỏi. Mình sẽ tận dụng cái... Ba đừng có làm quá sức cái nắp phương tay à. Ui hay quá. Cái phần trong này nữa mình nó là lỡ nhỏ mình phát hơi. Mình lấy da mình phát được mà. Ừ, được. Ý, nước dữ quá. Cái dừa nước thì ghê nhiều. Hết hồn. Rồi.
một hồi nữa mình sẽ lấy ra mình khoét cái này cho bự ra chút để mình nhét đẹp chưa. Rồi ba đã hoàn thành được hai cái nồi rồi Út ơi. Đây hướng nào đây, xem hồi thế nào cũng lắm rồi. Đó thấy không? Rồi. Đây là nước, đây là hai trái dừa, hai trái dừa khổng lồ. Nên hỏi anh Hùng có bí quyết gì mà trồng dừa trái bự. Bữa nay trời nắng quá, không ngồi ở ngoài làm được luôn, phải ngồi trong nhà luôn. Chặt con mỏng thôi, để vô trái dừa chụm cho nó mau chín. Con vịt này 3 kg cả nhà. Bây giờ chú Út sẽ chặt, mình nhét chừng nào mà đầy hai trái dừa, đầy thịt vô hai trái dừa thôi. Út sẽ bắt đầu ướp thịt. Nãy có xả ớt ở dưới rồi, để Út cho thêm một ít tỏi. Này nước dừa ngon lắm, mình để thiệt ít gia vị thôi. Vậy cây gấp này sao để lại đây không? Có thử có gì không? Đúng là chú Út để thiệt ít gia vị thì cả nhà. Nước dừa rất ngon, quá ngọt luôn à. Hai trái dừa này cũng nhiều nước lắm. Mình chỉ cần chút một chút tí bột ngọt với miếng muối gì được, với xả ớt là đủ rồi. Không biết có thành công đây không cả nhà ơi. Lại là lần đầu của chú Út. Lần đầu tiên chậm hai trái dừa nghe cả nhà. Mình chuẩn bị hai cái lò sẵn rồi. Rồi trong khi mình chờ đợi cho gia vị thấm rồi cái mình bắt đầu mình nhúng lửa trước cả nhà ơi. Một chút cái gì biết nó cháy đàng hoàng rồi cái mình để vô trái dừa. Bắt đầu mình nấu. Xong. Mình thịt đã xong. Canh dữ lắm, canh nè, canh sao cho nó đều á, đừng nãy giờ có điếm không ạ, à? Dám điếm lắm ạ, à. Không có điếm, xỉu luôn á. Này công phu dữ lắm trời, cưa chứ dừa vậy. Ba ông cưa bằng cái cây, cái đó gọi là cây sứa không? Sứa. Đó giờ nóng đóng này chưa? Lần đầu luôn. Nữa hả? Lần đầu luôn. Cái này là nước dừa nãy của mình. Hai trái dừa này nước nhiều thấy ghê. Nước vừa phải thôi, không nên đầy quá. Đầy quá một hồi sôi nó sẽ chạm. Nếu mà hơi sắc xuống mà mình thăm dịch chi chín mình cứ tiếp tục để thêm. Có cái cuốn nó chắc nó không nóng tới cuốn nào đâu ta. Không. Cho nó lọt nước ở dưới để khác. Không dút nước dưới ha. Để kêu ba ra phụ dút bưng vô trái, người bưng vô trái. Rồi biết rồi. Cố vấn kỹ thuật. Rồi xong. Đố cả nhà chú Út có nhận dạng được cái nắp nào của cái trái nào không? Đây. Vô không? Sao không vô? Trời ơi hay quá Út ơi. Rồi chú Út nhìn là biết liền. Rồi bây giờ ba sẽ hỗ trợ Út.
Ba bưng vô một trái, Út bưng vô một trái. Quá không? Rồi ba bưng cái này. Đây cho nó ngay ngắn rồi chứ. Ba không bưng ổng sợ gục. Sợ hư không mất đền. Mày ơi nhìn sao nó hấp dẫn quá. Đổi không? Đổi qua trái kia không? Được Út không sao đâu. Được, được mà. Kệ nó đi ba, không sao đâu. Tại vì cái dừa nó đâu có ấy. Cho nó vững là được rồi. Ê, đèo quá, coi chừng cái lọ nó bể. Đèo quá, một hồi lấy ra không được. Không, mình nhát nó thử con nước nó nghiêng à. Mình chỉnh cái nồng, mình đừng có chỉnh cái dừa nữa. Chứ này, cái dừa nó tào đậu gì được. Chút để gì là đẹp rồi nè. Được rồi nè, thấy không? Điều rồi nè. Điều nước. Điều rồi nè, thấy không? Rồi ba sao? Rồi ba mở ra thử coi nước điều không? Đó. Rồi ok. Rồi tiếp tục mình đun lửa alo. Rồi. Này cũng gần chiều ở nhà, đun lửa bự bự. Này chín này chắc tới chiều tối luôn quá. Giờ hai chú cháu Hằng sẽ đun khoảng tầm 15 phút. 15 phút rồi mình canh nha. 15 phút chưa có sôi. Chưa sôi hả? Nó bị gì cái được cái trái dừa nó. Vậy chưa cỡ lâu Út. Mình đã đứng đây nè, mình biết bao nhiêu hồi là mình làm lần đầu mà cho mình không biết cho nên bây giờ nói chung đi. Là bây giờ chú Út sợ chú không có rời khỏi chỗ này, chú Út sẽ canh canh hoài mới được cho nó soi. Cái mình mở ra mình coi cái tình hình nó làm sao, có sắc nước thì mình châm nước. Nhìn đẹp của Út, nhìn sao nhìn giống như là hai trái dưa hấu chứ không phải hai trái dừa, chứ không phải hai cái nồi nha. Đẹp quá. Quá là đồng đồng rồi. Giang với anh Hùng về tới rồi. Chào cả nhà, mình bận quá một chuyện quá cả nhà ơi. Thật bất ngờ. Chào cả nhà. Thấy bất ngờ chưa? Tại vì sáng giờ em thấy chú Út thấy mọi người làm bận quá nên nấu cái món này bồi bổ lại nè. Đặc biệt là nhà bạn nó có dừa trái bự không à cả nhà ơi. Nãy giờ mình đốt để hết phân nửa cái dừa củi của chú Út rồi nè cả nhà. Mà trái dừa mình không biết tình hình nó sao. Còn ngủ luôn. Cảm ơn anh Út nghe nấu cái công phu cái trái dừa này quá. Nãy giờ là ba là khoe trước là cái thành quả cắt cái trái dừa đó là của ba đó. Sao cắt đẹp quá đẹp. Trời ơi, thợ thầy không cắt mới được. Nó nám gì luôn rồi nè, mà không biết ở trong nó làm sao. Không, nó phải nám gì nó mới sôi được. Đúng rồi. Giả giả vô được chứ Út. Chưa đâu. Để cho nó hầm hơi. Chưa nóng rồi. Mới ấm ấm mà. Còn lâu lắm. Chắc hết dừa củi của anh Út luôn quá. Nãy gì mà con dám nói nấu chừng 15 phút. Trời. Nó nói chính nha, nó có đâu mà 15 phút nóng được cái vỏ dừa. Chưa nóng nữa. Chưa 15 nóng. Phút chưa nóng. Này đứng canh chắc hồi chút ngủ gục luôn á. Giờ mình tiếp tục đốt nữa cả nhà. Giờ ai có mệt thì ngồi nghỉ ngơi đi nha. Món ăn này chưa ăn liền được đâu. 2 tiếng đồng hồ đó cả nhà ơi. Giờ mình vô mình coi tình hình coi Út với anh Hùng canh hai cái trái dừa này sao rồi. Rồi canh. Chú Út không biết ngủ rồi đó. Kỳ dạ anh Hùng đi bên đây ngủ mất tiêu rồi. Út. Dạ. Yeah. Trời ơi, cái gì nó kêu xèo 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 kìa, nghĩ sao hả? Ngủ vậy? Sao vậy hả? Đâu rồi? Gì dữ anh Hùng? Ngủ anh Hùng. Hùng ơi dậy anh Hùng ơi, tiếp con. Làm sao? Đi về bển tôi uống có một viên nước à. Ôi sôi quá rồi, tốt rồi. Hả? Ôi sôi rồi, sôi được cái vỏ rồi nè. Cầm tim trong luôn rồi. Sôi trong luôn rồi, tốt ơi. Cầm tim rồi. Nãy giờ mà buồn ngon đi xịt thuốc về mệt đó, ngủ luôn. Đi qua, mất rồi, bắt đầu canh rồi, tốt ơi, tự giờ tao ngủ luôn, tốt tao không hay luôn. Nãy giờ mình đốt hơn tiếng hồ quá cả nhà. Gần 2 tiếng luôn rồi đó. Này bên tim trong luôn. Sao lên muốn sao hết rồi nè. Lên khói nè, khói. Chứ dù bên đây sao nó xì nước ra dữ ta? Nó nóng rồi đó. Bắn luôn rồi. Nóng mà vỏ. Hai trái dừa của mình giờ thành màu đen luôn. Trời ơi, giao cho hai ông này. Ngủ. Ngủ quên. Xin lỗi. Rồi nó tớt. Xin lỗi nha.
đun củi nhiều dầu có ai mình anh Hùng, anh Hùng ta ngủ ta nằm trên đó, người ta ngủ thì người ta buồn ngủ, ta nằm lên đó người ta ngủ cho rồi đi. Bày đặt ngồi đây canh ngụy trang con hả, còn quay mặt vô trong kia nữa chứ, tưởng con không biết cả chứ. Ngủ thiệt chứ bộ, ta lại ta kêu giật mình ngủ hồn ngủ dí hết trơn. Ủa quên chút thiệt. Sao người ta không lại đằng kia ta nằm ta ngủ luôn đi. Quên, hồi nãy ta lo đây, giao nhiệm vụ canh mà quên. Như Giang, như ông ba đó, anh Hùng nó đi ngủ công khai luôn, đi về bến ta ngủ luôn. Còn Út mày đặt ngồi đây đồ ha, ngủ. Sáng giờ nói chung giác củi cũng hơi đuối. Ăn cái món này bồi bổ lại. Mà con thấy cái món này nó cũng tương đương với cái món mầm đá của Trạng Quỳnh rồi đó. Cái này nó cũng chín mừ à. Hồi nãy giờ là đốt gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà nó chỉ mới bắt đầu sôi thôi. Nhưng mà khi do nó kín, cái này nó sôi rồi là nó cái thời gian chín của nó sẽ nhanh hơn. Nó sôi lên là nó không bao giờ nó ngưng đó. Độ nóng nó giữ ở trong đó. Giữ luôn đó. Yên tâm đi, cái này Út không ngủ nó đâu, tranh thủ sao mau chín là ăn. Cái này để về nhà chuẩn bị bún đồ qua là được rồi đó quê. Ăn với bún đi. Ok. Đi. Hôm nay không may rồi cả nhà ơi, chú Út hãy giải thích về điều này đi. Cái này là cái món của chú Út còn không có biết đâu. Thất bại 50% rồi cả nhà ơi. Nó bị cháy, nó nứt cháy gáo rồi mình cắt không. Đây, cái dừa kia nó đã sao Út cứ nói đi. Mình cắt nó phạm vô cái gáo quá cho nên bây giờ nó cháy cái gáo rồi, nó xì nước rồi cả nhà ơi. Còn trái này cắt ít nè. Còn trái này là còn được nè. Rồi. Thịt lấy ra mình nấu nè, nấu cái trái hư đó đó. Nấu rồi họ đổ vô lại được không? Được. Nó chảy sao? Vậy hả? Thằng ơi, dữ lắm buồn vậy rồi, buồn muốn khóc luôn. Vậy bác Hàng hỏi đổ lên được không? Đã trái dừa nó nứt rồi làm sao đổ đi được? Không sao cả nhà. Mình vẫn còn thịt ăn. Nhưng mà mình còn trông cậy vào cái trái này. Còn trái này đó. Nhưng mà thì nó cũng là thịt, với trong cái kia mình đổ ra đây mình nấu nè cả nhà. Thiếu thì mình sẽ thưởng thức dừa ở ngoài, dừa thịt ở ngoài rồi thịt ở trong cái dừa luôn, hai thứ. Nãy dừa mới sôi lên là nó nứt cái bụp luôn kìa. Cái gì? Uổng quá uổng. Mình học hỏi lần sau. Rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm lần sau. Ai cũng có những lần đầu vụng dại. Thất bại mất tiêu cái nón luôn, kiếm cái nón không được luôn rồi. Ơi, con mà cái này thì cũng không có đổ thừa chú Út được. Cái này là phải đổ trách nhiệm thì cái người cắt cái trái dừa này nè. Căng. Trời, ông ba cũng đâu mất tiêu luôn rồi Giang ơi. Trốn luôn rồi. Trái dừa nứt rồi, ba anh Sáu trốn luôn rồi. Nãy gì bển báo tin cho ba dừa nứt rồi. Nói chung là vẫn còn thịt vịt ăn là được rồi. Cũng thịt vịt cũng nước dừa cũng như đó chứ đâu. Mình còn được một cái. Cố lên chút. Không sao. Chụm đây. Đang canh. Cái phần thịt mình đem ra ngoài mình nấu chín rồi không? Còn cái trái này chú Út đang cố hết sức để cứu lấy nó. Cái nãy mình không biết mình cưa cái gáo quá vàng, quá đụng tới cái gáo quá cho nên chịu không nổi với lửa. Quá thơm. Đừng chén được chưa? Đừng được rồi đó. Bây giờ cũng 3 tiếng này còn nữa. Canh đến nỗi mà cứ uống ngủ gục không biết bao lâu rồi. Anh Hùng với Giang ngơ ngác chứ. Em ơi, dọn chén được rồi Giang ơi. Uống chập hai nữa rồi. Dọn chén được chưa Út? Dọn chén được rồi. Gần được rồi. Con nhìn chút con thấy Út giống như là mấy cái bà làm họ bán bánh hồi xưa đang hấp bánh đúng không? Đúng rồi đó. Chú còn nhỏ nhỏ thấy mấy người ta nướng nước bánh hấp bánh như kiểu hấp bánh thẩn hay gì đó. Để vậy nè. Chất lửa vòng vòng vậy đó. Cái chảo này chín rồi. Cái dừa không thành công đây. Mình sẽ nấu rồi cả nhà ơi. Út
nhặt rồi nhà Giang bưng ra. Giang ơi, dọn chén được cái kia nó. Ủa mình ăn trong nội luôn hả? Bưng đi chút một múc lại, bưng ngoài quá thơm mày. Còn bạn này không biết sao đây. Sôi tự dở rồi. Sôi hả? Sôi nãy giờ hả? Sôi đâm tim sôi bừng bừng tự dở. Không, mọi người thử coi sôi không. Nếu mà sôi nãy giờ là dám chín rồi đó. Chín rồi, dám thấy chín thôi. Đợi chú nó thành công là thành công 50% à. Đáng tiếc là cái trái nãy mình cưa hơi sâu thôi. Wow. Sôi nè, thấy không? Sôi tự dở luôn, cạn nước luôn, thấy không? Nè. Giật nước xuống một khúc luôn cả nhà. Dữ lắm luôn mà gì không chín. Cái này sắp chín rồi. Cạn nước luôn, thấy không? Nãy mình để không đậy luôn mà nước nó sắc, nó sòi nó sắc xuống. Vậy là coi như mình xong rồi đó. Mình đợi khoảng chừng tầm chừng 5 phút nữa mình nhắc xuống cho Út. Chú Út thành công được trái này, chú Út vui lắm. Đây. Đây. Quả sòi luôn. Thấy không? Sòi đùng đùng luôn. Rồi từ giờ giật nước luôn, thấy không? Ừ. Mình không dám dở mà. Chín luôn rồi đó quá. Chín rồi, dữ lắm giật nước. Rồi chín luôn, mình tìm cách mình lấy nó xuống đi, rồi mình ăn cơm mình dữ lắm mọi người đó bụng mà nha. Hay quá rồi. Cuối cùng cũng thành công rồi. 50%. Đi 2 về 1. Tại vì trái đó mình lần đầu mình làm không biết, mình cưa cái nó quá. Tại vì hồi nãy mình không có đun lửa vòng vòng nè. Ừ. Mai mốt mình rút kinh nghiệm rồi mình không có đốt dưới nữa ha. Đốt hai bên là nó sôi. Kiếm cái nồng bự bự một chút. Rồi ăn cơm được rồi cả nhà ơi. Chiều nay mình sẽ dùng cái món đen trơn luôn trái dừa cả nhà. Vịt luộc xả trong trái dừa này với bún. Có cơm nữa, ăn muốn ăn cơm ăn, ăn bún mà ăn. Thêm than ở trên nữa nè cả nhà, nó mới chịu sôi đó cả nhà. Ui ui nguy hiểm quá. Ra ngoài luôn. Lấy xuống cũng là một vấn đề ơi. Lấy đồ dĩa mình. Đây dĩa nè. Từ từ bình tĩnh, chú Út làm được trơn à. Để xuống lạc ngang nè. Phan Út, mày mình dùm gì lên đoạn đây. Dìu em vô cái dĩa. Chim mà được. Bác chú ơi, mình làm cái món đầu tiên mình hơi. Phan Út, mày đi dựng im vậy nghe. Hơi rắc rối một chút. Đó. Tại vì cái nó cái đít mà để dĩa không được đâu. Ngay luôn. Đó. Vững hơn á. Rồi. Rồi. Ok. Bưng vô luôn, bây giờ mình thở nó bụi trước đi. Đặt cái nồi nha. Cẩn thận nha anh Hùng, nó cũng nóng lắm anh Hùng. Đùa, cái lấy nó nhắc đùa bắt bụi luôn. Ờ vậy đó. Đó. Chút khui hàng nè. Thơm quá. Trời thơm, anh Hùng văng cái luôn. Quá thơm, trời ơi, nó thơm gì đâu mà. Quá thơm rồi. Rồi, bây giờ mình xin mời cả nhà thưởng thức vịt luộc xả trong trái dừa nha cả nhà. Đây là phiên bản thành công. Đây là phiên bản lỗi. Con trái rồi cả nhà ơi. Rồi, mời ba, mời anh Hùng, mời Út, mời Giang thưởng thức nha. Đây nè, năm. Mời cả nhà dùng bữa nha. Còn sôi, còn trăm tiếng nữa. Sôi chứ, còn sôi chứ. Giữ hơi nóng dữ lắm. Giữ hơi nóng. Rồi bây giờ rồi, chú Út tự nãy giờ chú khổ dữ lắm mà cả nhà ơi. Đốt than, canh than rồi chú thưởng thức trước đi. Đây. Mời cả nhà. Dùng tay luôn nha. Tờ gì ăn tờ, vậy nãy con gái ông độ cho nó sôi chứ vừa chín ra thịt vịt đó cả nhà. Cảm giác sao Út? Khổ lần người uống chưa nhai nữa mày hỏi không? Mềm có rồi. Út ăn mà khói nó bay qua Út nữa còn gì bằng nữa. Đây. Khói bay rồi nhút qua bển nữa. Quá tuyệt vời luôn. Nè mời cả nhà vô nha. Đó mình thưởng thức cái nước này coi. Này mình phải thành công được hai trái dữ lắm đi. Trái kia mình đổ ra ngoài ba. Đáng tiếc trái kia mình không, mình cắt cái gáo nó hơi dễ. Sao? Ngọt cực kỳ. Nước dừa mà. Giờ về tới anh Hùng nè. Quá yên. Mời cả nhà ăn bún chan nước dừa, mình có cốt mình dịch, nướng nấu nè. Dịch luộc xả nước dừa. Dịch luộc xả trong trái dừa. Giang thử bún trong trái dừa ra. Nướng nó ngon, nó ngọt. Ngon quá. Anh Hùng. Anh Hùng sao ơi. Trời ơi. Mình gấp thịt luôn chứ. Ăn chứ.
mình ăn trong đi. Nằm béo ngon. Coi này, cái nhà nó chín rồi cả nhà. Chín tới đầu. Bên này nó sắc hàng mỏng nè. Mình để cái sắc hàng mỏng đó. Mình để cái nắp nó hầm chín. Màu chín. Trời ngon cốc quá. Nóng. Gấp cái miếng dầu vô nó nóng. Nóng gì nó mới chín được chứ. Vậy. Mình chưa ăn nhưng mình thấy mọi người ăn là mình biết ngon. Tuyệt vời. Ăn chào cả nhà. Mời cả nhà thưởng thức món ăn huyền thoại của chú Út. Cái món này là 8 lạng nửa công với cái món mầm đá của Trạng Quỳnh nha cả nhà. À, vịt luộc xả trong trái dừa. Nhưng mà mình làm hai trái, nhưng mà mình thành công được một trái thôi, còn một trái thì mình đổ ra ngoài mình nấu. Nhưng mà nãy giờ có ai thử cái ở ngoài chưa? Chưa phải không? Dạ, ừ, chưa. Nhưng mà thử trong trái dừa trước đi. Để con thử trong trái dừa nó ngọt như mình có cỏ nào. Để con thử miếng nước chứ. Ở ngoài thì chỉ rồi. Mình thử miếng nước trước cả nhà. Ở ngoài thì thường thôi. Đặc biệt cái trong trái dừa này nè. Không thể nói thành lại cái gì. Nó ngọt lắm. Mà kiểu giống như mình đốt á, nó có cái mùi thơm nữa. Mùi thơm của cái trái dừa phải không? Dạ đúng rồi. Yeah. Yes. Ok. Không phải là mau đâu nha. Út canh nãy là từ hơn 3 tiếng rưỡi luôn đó. Cái món này hôm nay mình nấu rất là lâu luôn á, mình định là ăn trưa cả nhà nhưng mà bây giờ thành ăn chiều luôn rồi. Không dám ba tiếng rưỡi đồng hồ đó. Ba bây giờ mấy giờ ba? Không dám uống nước mà. 4 giờ rưỡi rồi. 4 giờ rưỡi luôn rồi. Mấy ba tiếng rưỡi. Nãy bắt đầu làm là 1 giờ kém. Ừ. Lâu sôi lắm. Chứ vừa về. Nãy là con với Út với ba nói là mình làm này là đợi Giang với anh Hùng về ăn. Tính nhưng mà chưa. Giang với anh Hùng về đợi mình thêm 2 tiếng nữa. Mà không ngờ mình đốt với đốt với tới ba chiều xá. Trong chiều luôn. Mình nãy nằm đợi với cốt ngủ hụt luôn. Mời cả nhà. Lâu thiệt. Hồi nãy chú Út canh chú ngủ. Con căng. Ngủ gục, vừa ngủ gục xong thức dậy chứ vừa bị bể đít luôn. Cái gì bị ấp rồi. Theo nãy mà không ngủ gục có thể là mà mình biết trước là đừng cho nó xì rồi. Đúng rồi. Hồi nãy mình nghe nó xèo xèo mà mình quá tưởng lửa. Cái dừa bên kia nó sôi. Phải không? Qua lửa quá lửa tại mình. Cái tại vì cái lửa mình chậm nó không có đồng đều á. Ở dưới đít thì nhiều quá mà bên hông nó không có. Cái gáo nó mình cắt á. Cái gáo mình cắt nó khác quá, mình đốt mau chín cái gáo. Anh Hùng ngồi xích xích vô thế anh Hùng, cho dễ ăn không? Xích vô chứ. Em ngồi xích là Giang nè, anh Hùng mình nói vô. Chàng miếng ngoài ra thử nó ngọt hoàng ở trong cái vườn. Quá tuyệt của bê. Mình chán trong đi. Còn nhiều nước lắm á. Trong trái dừa hay trong trái dừa thì chứ nhiều lắm á. Trong cái dừa nè. Trong cái dừa ngon hơn ngoài. Nó ngọt hơn. Ngọt hơn. Dừa hơi nóng lâu rồi, ha. Dạ, đúng rồi còn hơi khó thì ngút cái cội bị thịt nóng. Dừa hơi nóng lâu hơn ngoài. Phải nói công nhận. Dân nam. Ba cái mấy đồng hồ khủng khiếp. Nó ngon thì phải cực khổ chứ. Nghĩ sao nó còn tư mà mình lốt. Đến hỏi mà nó khét cái nắp luôn. Điện nó mới chịu thôi. Đốt điện nào mà cái nắp nó nóng mình đụng không được á. Cái cuốn á. Giác mã. Mở ra nó sôi đùng đùng luôn các ba. Thôi gì thật mới chín. Thịt cái trong trái dừa. Nói gì. Nó thơm cái mùi da mà cái dừa tươi mình chẻ ra cắp mà mình chẻ ra mình ăn cái á. Ừ. Mùi thơm á. Ừ. Mùi thơm của cái dừa tươi. Anh Hùng trồng sao được cái cây dừa trái bự dữ lên Hùng? Là con mua ra hàng ra nó chở ra đó. Wow. Mà giống á. Mà trái sai không? Cái buồn đó chừng 6-7 trái rồi. Trái bự quá mà. Ừ.
bự quá nhiều quá nó gãy cái hoài nó luôn, cái cuốn của nó đó. Bữa nay mình ăn gì là mình cũng cảm ơn bạn nè, trồng được cái trái dừa bự gì nè, mình mới dọn được nhiều gì nè, dọn được cái nhiều thịt. Tại vì anh Hùng đem xuống cho mấy trái dừa này nè, mình mới nghĩ ra món này. Ông ba em nhai thương luôn, thương nhai luôn, ngon quá. Cho chén cơm đi vậy, ăn cơm ăn cho no rồi mình đi mà. Ăn hết bún mà xăng là cơm luôn. Mọi người ăn hết bún luôn rồi cả nhà. Giờ bế qua cơm luôn, bế liên tục luôn, gian bế mỏi tay luôn. Trời, quá ngon luôn rồi. Cảm ơn chú Út đã mang đến một cái món ăn mới lạ và thật là đặc biệt. Không có chi. Rồi Hằng cũng xin kết thúc clip ở đây luôn cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã xem clip của kênh Bông Lúa Đồng Tháp. Hẹn gặp cả nhà vào các clip sau. Chúc cả nhà một buổi chiều vui vẻ. Chào tạm biệt cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà.